Hello cả nhà. Hà Lan đi xe đây thua giao lưu cùng với các khán giả ở Bình Dương. Bây giờ Hà sẽ vô trong rạp để chào các khán giả ở trên rạp và chúc ở lại ra ngoài đây với mọi người. Mèo nè, hồi lấy ba cái vé quay cái đó. Để nói luôn chứ. Các bạn khán giả thân mến, sắp tới đây Lật Mặt 3 sẽ có những phần quà rất là thú vị dành cho các bạn khi trên tay các bạn cầm những cái cùi vé của bộ phim Lật Mặt 3, ít nhất là 3 người và chia sẻ ít nhất là tác cho 3 người bạn của mình và gửi về fanpage của Lật Mặt sẽ được nhận quà. Và thể thức làm cái chuyện này rất là đơn giản, các bạn chỉ cần cầm vé trên tay và nói ba cháu chú xin chào và đưa cái vé ra, như vậy là được quà. Bây giờ vô trong rạp giao lưu với lại các khán giả trong rạp nha. Cả nhà đợi một tí xíu, tại vì cái suất này thì mọi người đang coi phim, nhưng mà đoàn phim vào chào các bạn, nhưng anh đang đợi stop phim để chào. Hello cả nhà, bữa giờ không có online ai nhớ Hà không? Hello bạn Kim Quỳnh, em mới gặp chị hả? Em gặp chị ở đâu vậy Kim Quỳnh? Chưa tới nơi nữa. Chưa tới nữa, Hà đang đợi để cô live stream với các khán giả trong rạp. Hiện giờ Hà đang ở rạp này là rạp Lotte gì ở Bình Dương, nãy giờ đi từ sáng đến giờ là đi được khoảng 6-7 rạp rồi, nhưng mà rạp nào cũng rất là đông vui. Mà sáng giờ Hà không có hết 3G, mới mượn được cái cục phát wifi cho nên bây giờ mới live stream được cho cả nhà đây. Đoàn phim có tới Vincom Bạch Giá không? Cái gì vậy? Chị xem lại là... vô Cường nói nữa rồi. Đoàn ekip đoàn phim Là Mặt 3 xin chào tất cả mọi người. Rất xin lỗi mọi người đã cắt mặt cảm xúc, nhưng mà bởi vì chúng tôi thấy các bạn đến đông quá không thể kìm được niềm hân hoan, phải vào đây chào tất cả mọi người cái. Chào mọi người. Trước khi giao lưu thì Tiết Cương xin phép giới thiệu ekip đoàn phim: đạo diễn Lý Hải, giám đốc sản xuất Minh Hà, diễn viên Hoàng Mèo, diễn viên Mạnh Hùng, diễn viên Quy Khánh, diễn viên Thanh Tân, và hai bạn này, hai diễn viên cùng tên Thanh Vũ, còn tôi diễn viên Tiết Canh. Lời đầu tiên anh Lý Hải sẽ phát biểu với bạn đôi lời, xin mời anh. Trước khi anh Lý Hải phát biểu thì Huy Khánh nói chút xíu thôi, nãy giờ các bạn coi, các bạn có biết là ba anh chàng khuyết hay nói câu gì không? Ba cái chuối xin chào thiệt to nha, 1, 2, 3. Ba cái chuối xin chào. Đó là câu khẩu hiệu của quán chuối nướng chúng tôi. Và bây giờ nhường lời cho anh Lý Hải. Lần đầu tiên là xin lỗi tất cả các chị và các bạn đã bị gián đoạn, đang cái mặt phim đang coi hút mà anh em phải nhảy vô phá đám như thế này. Xin lỗi trước ha. Đó là phim Lật Mặt phần 3 ba chàng phim hôm nay. Rất là vui khi được rồi tất cả các bạn ở đây đến rạp ủng hộ rất là đông. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Nếu như mà các bạn xem phim xong cảm thấy phim hay thì nhớ về chia sẻ cùng với bạn bè hay người thân để ủng hộ phim Việt, đặc biệt trong đó có phim Lật Mặt phần 3 ba chàng phim. Các bạn có đồng ý không ạ? Thế nãy giờ các bạn xem nở phim là phim có hay không ạ? Hay. Mọi bạn có cười nhiều không? Có ai khóc không? Đúng rồi, đâu có gì đâu khóc đúng không? Dạ. Nhưng mà lại cảnh cáo trước các bạn là các bạn hãy chuẩn bị câu chuyện được khóc đây. Sắp khóc rồi. Chuẩn bị khăn giấy đi. Vừa khóc vừa cười là vui lắm đó nha. Tất
theo chúng tôi xin chơi trò chơi chút xíu. Bạn nào trả lời đúng câu hỏi sẽ được những món quà. Còn những câu nào người ta biết mà. Ờ đúng rồi. Ba phần quà. Có 3 phần quà dành cho các bạn. Câu hỏi thứ nhất, đối với các bạn, nãy giờ chúng tôi đi bị bể bánh xe bao nhiêu lần? Hay quá. Rồi, khoan. Nghe thể lệ cùng chơi nha. Các bạn nào biết thì giơ tay, chứ đừng nói đáp án rồi còn gì nữa lấy quà. Vậy nha, bạn nào biết giơ tay ra nha. Bây giờ tôi đối các bạn trước nha. Đối các bạn, ai trong số 3 Trần Phước làm rớt cái bánh xe? Dạ mời bạn áo sọc nữ. Anh tên gì em? Anh tên Huy Khánh hả? Trong phim anh tên gì biết không? Sai. Thôi người ta đáp án đúng rồi bạn Khánh ơi. Đòi hỏi khó quá. Đứt bóng đèn là anh đó. Mời em xuống nhận quà. Ở đây bạn hỏi. Câu hỏi số 2. Anh chàng Mạnh Hồng là người yêu của cô Nina Chitty trong phim. Trong phim đó anh chàng này làm nghề nghiệp gì? Rồi đó mời cô gái. Cô gái áo trắng. Qua rồi. Cô lơ đầu tiên không đổi. Không qua rồi. Cô á, đúng rồi. Anh làm nghề gì? Rõ hơn chút xíu nữa. Giám đốc sản xuất. Rõ hơn chút xíu nữa. Của công ty. Của gì? Giải trí gì? Không biết rồi. Cảm ơn bạn. Mời anh. Chính xác. Ờ, chính xác. Mời tiên ơi. Còn câu cuối cùng nhiều vô Hoàng Mèo hỏi. Ờ, các bạn, lúc mà Hoàng Mèo với lại Tân Trề á rượt đuổi nhau bị ốc chích đúng không? Hoàng Mèo với lại Tân Trề bay xuống nước làm cái gì? Lại để vui vui chào các bạn khán giả. Và bây giờ mình sẽ qua một cái rạp khác. À đây là anh Tiết Cương đây. Tiết Canh xin chào tất cả các bạn. Ở ngoài thì có rất là nhiều bạn đang đợi livestream hả? Livestream anh Hải chào các bạn. Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đoàn phim đang đi giao lưu tại Lotte ở Bình Dương. Nguyên một ngày nay đi ra buổi trưa, buổi chiều thì giao lưu ở bên Biên Hòa, tất cả các cùng đoàn với Biên Hòa. Còn buổi tối nay thì với Bình Dương. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và đã xem phim Lật Mặt. Nếu như các bạn nào chưa xem thì hãy đến rạp để xem ủng hộ bộ phim Lật Mặt nha. Để coi Lý Hải có tiền để làm tiếp phần 4. Cảm ơn các bạn. Rồi, bây giờ hãy sẽ chuẩn bị vô cái đàn chào. Không có người gì ra đâu, khán giả ngoài. Rồi, ra ngoài đó. Bây giờ mình còn một rạp nữa là chào khán giả mới đúng không? Bây giờ mình ra ngoài. Các bạn ơi, bạn nào mà đã xem phim rồi á thì các bạn nhớ là về post Facebook và cho mọi người biết cảm thị của mình nha. Bữa giờ thật hồi sáng đến giờ đi mấy ngày nay là đi xuống mà cũng đang cảm thấy rất là bức xúc, bởi vì nhiều khi bộ phim này thật ra là anh Hải với Hà làm rất là
có coi, nhưng mà các bạn nói là mình có coi phim Việt, cũng có coi phim Việt. Giờ có phim rồi mà. Bạn thấy rất là buồn luôn. Thì phim Việt Nam mình đâu phải là phim nào cũng tệ đâu, và có nhiều người chưa hề coi luôn. Cũng có nói là mình có coi phim Việt thì lên comment trên báo hay ấy, là đọc được những cái comment đó thật sự là rất đau lòng. Chứ ở đây thì Hà đi từ sáng đến giờ, Hà thấy là mọi người rất là ủng hộ phim Việt và mọi người rất là thích. Thì thật sự đó là cái niềm hạnh phúc lớn nhất đối với mình. Khi mình đi đến nơi đâu mà khán giả người ta xem bộ phim mình, người ta cảm thấy là ta nói là ho, có tiếc tiền vé đi, rất là đáng đồng tiền bát gạo, và phim rất là hay. Mình cảm thấy rất là vui luôn. Bạn Văn Hùng Nguyễn ơi, hôm nay nè thì đi từ sáng cho đến 5 giờ chiều thì nè vừa mới ra máy bay để bay về Thái Lan rồi. Còn suốt 3 ngày nay thì nè luôn lúc nào cũng đi với mọi người. Ở Thái Lan trên tường nhà Facebook của bạn nha, để cho nhiều người có thể đọc và biết đến bộ phim.
có rất là nhiều người mà chưa có coi bộ phim nhưng mà cũng lên đánh giá thì mình cảm thấy là rất là buồn, tại vì nói gì nói mỗi bộ phim nó tất nhiên là sẽ có ý kiến khen, ý kiến chê, tất nhiên là vợ chồng mình lúc nào cũng chấp nhận mình tiếp thu ý kiến của người khác, nhưng mà có cái là đôi khi có những bạn chưa có xem mà không ủng hộ phim Việt một chút nào, 0% luôn, mình thấy buồn lắm. Ở đây thì hồi sáng đến giờ đi mấy ngày nay thì thấy mọi người tại các rạp ủng hộ phim Việt mình rất là vui, cho nên các bạn ơi, hy vọng là các bạn sẽ có những cái giây phút thoải mái và sảng khoái nhất, nhất là đến những ngày lễ sắp tới khi mà coi phim Lật Mặt, các bạn sẽ có những giây phút giải trí và thư giãn trong những ngày lễ. Mong là mọi người sẽ thích phim. Anh Hải chụp hình bật nghỉ luôn tại vì Hà mắc live stream. Ủa sao quay máy là quay đứt à? Hello
các bạn lên tình, bạn lên tình vô đi xem phim mà. Để đi xem phim nha. Bây giờ đang đợi suất tiếp theo vào trong rạp. À, đang gọi cái rạp sắp tới là đang đây là điều hành sản xuất, người lo tất tần tật mọi thứ trong phim đồng hành. Bạn này tên là Đức Hải. Mình vô chào trong rạp này thì khách thì vẫn đang vào, nhưng mà tại vì đoàn phim còn phải đi điểm tiếp theo nữa, cho nên là mình tranh thủ mình vào trước, mình chào mọi người một tiếng và nói lời cảm ơn các bạn đã đến rạp ủng hộ phim Lật Mặt ba chàng khuyết. Đây là đang đi vào trong rạp đây. Hiện giờ thì khách vẫn đang vào, nhưng mà thôi mình cứ vậy vào chào. Không biết là trong này khách đã vào đủ chưa. Chào Minh Hà. Minh Hà chào bạn anh cái coi. Hello, đây là bà xã của ông Lý Hải. Em đây chuyên anh đây gọi chào anh. Hello. Nãy giờ anh Khánh đây, anh Khánh gọi clip của con cá anh Khánh dễ thương quá trời luôn. Ủa môi chè gợi cảm hả? Tân làm Hà tưởng nói Hà môi chè gợi cảm. Các bạn ơi, đã đi xem phim Lật Mặt chưa? Anh Hải, anh Hải chào tiếp. Chào bạn, đây là anh đạo diễn Lý Hải, bộ phim Lật Mặt 3 do Huy Khánh. Xin chào tất cả các bạn. Anh Hải đẹp trai ha. Bởi giờ Huy Khánh ngại đứng gần anh Hải lắm. Mỗi lần đứng gần anh Hải là cái nét đẹp của Huy Khánh bị lu mờ. Ok, bây giờ mình vô mình chào mọi người nha. Ok. Hiện tại thì rạp này khán giả đang vô mà chưa có xem. Nhưng mà mình vào mình chào cảm ơn một tiếng rồi ra ha. Hello, xin chào tất cả các bạn à. Ekip đoàn phim Lật Mặt 3 hân hạnh gửi đến các bạn lời chào trân trọng nhất. Tôi xin giới thiệu với các bạn ekip đoàn phim Lật Mặt nhé. Đạo diễn Lý Hải. Xin chào tất cả các bạn. Xin mời. Giám đốc sản xuất Minh Hà. Diễn viên Thanh Tân Kề. Nam diễn viên Huy Khánh. Diễn viên Thanh Vũ. Diễn viên Mạnh Hồng. Diễn viên Hoàng Mèo. Diễn viên giới thiệu rồi, còn tôi diễn viên Tiết Canh. Thay mặt đoàn phim Lật Mặt phần 3 vai trò quyết, chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đến chào ủng hộ phim Việt Nam, đặc biệt là phim Lật Mặt số 3 ba chàng khuyết. Nếu như mà các bạn xem phim xong mà cảm thấy phim hài lòng, phim hay thì giờ các bạn sẽ dùng giới thiệu cùng người thân mình xem để ủng hộ bộ phim Lật Mặt phần 3 để hãy có thể thu hồi vốn có tiền làm tiếp phần 4 nha các bạn. Cảm ơn rất là nhiều. Và tiếp theo, Huy Khánh có điều gì muốn nói với quý vị khán giả không? Huy Khánh rất là vui khi ngày hôm nay là ngày cuối tuần và cũng là gần cuối ngày rồi mà các bạn vẫn ra rạp rất là đông như vậy để ủng hộ cho bộ phim Lật Mặt, phim Việt Nam. Thì Huy Khánh rất là vui. Nếu như các bạn đã có sở thích xem phim Việt Nam rồi thì cứ thấy phim Việt Nam thì hãy cứ ra rạp ủng hộ phim Việt Nam nha. Và thời điểm này thì phim Lật Mặt đang chiếu, nếu như các bạn cảm thấy vui, hấp dẫn thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và ngày hôm nay đoàn phim Lật Mặt sẽ có những món quà rất là hấp dẫn gửi cho các bạn, nhưng mà vì các bạn chưa xem phim cho nên là không biết hỏi gì giờ. Không biết có bạn nào xem trailer của Lật Mặt 3 chưa? À, đố các bạn gì chú Huy Khánh bị con gì đá trong phim? Chính xác vậy, con bồ hả? Trong phim đâu có thấy đường đâu mà có bồ. Các bạn biết trong phim có bao nhiêu chàng bị khuyết không? Dạ đúng rồi. Có 3 diễn viên nào đóng vậy? 3 diễn viên đóng là tên gì ạ? Ba con trai với ai nữa? Không phải, tôi đóng vai ông già. Đây là một bộ phim rất là vui, rất là thú vị, giới thiệu được danh lam thắng cảnh ở Việt Nam và có những cuộc hành trình được đổi rất là ngoạn mục, và cũng là một bộ phim thế giới động vật. Dạ. Và có những chiếc xe rất là ấn tượng, kể sơ sơ thôi, và sẽ có những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chắc chắn là như vậy. Giới thiệu vậy thôi là đủ hấp dẫn rồi ha. Khuyến cáo các bạn là xem phim là các bạn phải nhét khăn giấy sẵn. Và
bây giờ không mất thời gian mọi người nữa. Xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người xem phim thật vui. Ba chú chúa xin chào. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc một ngày cuối tuần thật vui. Vui quá, nãy giờ thì đạp nào cũng rất là đông các bạn. Đối với phim Việt Nam mình á, tại vì thật ra là mình mới làm được đến lần thứ ba thôi, cho nên cái việc mà khán giả đi xem phim thấy hay và về truyền miệng cho nhau, rủ nhau đi xem phim rất là quan trọng đối với Thúy Hải và Minh Hà. Cho nên là các bạn ơi, nếu như mà các bạn đi xem phim thấy hay thì đừng quên rủ bà con chồng xóm họ hàng, bạn bè, nói chung là biết ai quen ai thì rủ đi coi phim hết nha. Và phim đi xem phim về thì nhớ là post lên trên Facebook nói cảm nhận của mình. Nói cảm nhận của mình để cho mọi người biết, mọi người đi xem. Tại vì nghe đây thì đây như bạn ấy biết cái việc mà các bạn thấy hay, các bạn truyền miệng nhau đi xem thì rất là quan trọng. Nhưng mà cái đó mới chứng tỏ được là bộ phim là một bộ phim chất lượng, đúng không cả nhà? Cho nên là nếu mà đi coi hay thì nhớ là rủ tất cả mọi người đi xem giùm mình nha. Đó đó, có bạn Thu Huyền nè, bạn Thu Huyền cười rất là nhiều mà về sau lại là khóc. Đây là một anh giang hồ trong phim, các bạn còn nhớ không? Giang hồ vui đấy mọi người. Giang hồ vui. Chào các bạn. Còn khoảng 10 phút nữa thì sẽ có một cái phòng chiếu khác. Là trong phòng chiếu đó thì tất cả mọi người đã xem phim xong, thì lúc đó ekip làm phim sẽ vào giao lưu và chào khán giả đó. Thì nãy giờ là hành trình của các bạn đang xem là chỉ vào hai cái cụm rạp, hai cái phòng chiếu là khán giả chưa xem xong. Hồi nãy cái lần trước là vô là khán giả đang xem nửa chừng. Cái phòng chiếu thứ hai là khán giả chưa được xem, chuẩn bị xem. Và 10 phút nữa thì đoàn phim sẽ vào cái khán phòng mà khán giả đã xem rồi. 10 phút nữa sẽ 10 phút nữa, Hạ sẽ ra phim hết cho mọi người xem nha. Xem là coi nếu như mà các bạn xem phim rồi thì cảm giác như thế nào, cho hỏi mọi người luôn, live stream luôn. Tại vì phim mình thì thật ra là anh Hải rất tâm huyết, và phim mình là một phim có chất lượng, cho nên là không có vấn đề gì sợ sệt hết. Nhiều người cứ nói là đọc báo xong rồi nói là làm phim tự PA, còn cái này là mình quay live stream luôn, chính khán giả là người sẽ nói lên tất cả, không có cần phải che giấu gì hết. Mình sẽ đợi thêm khoảng 10 phút nữa để mình vô mình chào. Ủa vậy hả? Có một cái sự cố, xin lỗi các bạn, có sự cố là giờ, phải không? Có một cái rạp tiếp theo đó mà bây giờ đoàn phim phải di chuyển về Thủ Đức. Không kịp giờ tại lý do là ở đây là mình cũng đã giao lưu được hai phòng chiếu ở trong cụm rạp Lotte rồi, thì nếu mà mình ưu tiên đây một đợi 10 phút nữa thì sẽ qua bên kia trễ, trong lúc bên kia thì chưa ghé, thì tối nay mà nếu mình không ghé được thì sẽ thất hứa với khán giả ở dưới. Chắc có lẽ là xin lỗi mọi người, qua bên đó mình livestream tiếp nha. Ok, thôi bye bye cả nhà nha. Ok, đợi chụp hình luôn. Ok, rồi bây giờ đoàn mình phải rút ngay đúng không? Ok, rồi, bây giờ không kịp chờ cho nên là đến đây cũng đi chụp. Đâu, máy nào em? Ok, bây giờ thì chụp một tấm hình cả ekip rồi trước khi mình qua một địa điểm khác. Thôi, chút nữa qua một địa điểm khác, nếu như mà Hà mượn được wifi thì Hà sẽ livestream tiếp cho cả nhà nha. Nhớ là các bạn ai đã đi xem phim rồi thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đi xem, và nếu mà ai đi xem phim thì hãy đi xem ủng hộ phim Lật Mặt nha. Bạn Mai Hoa ơi, Cần Thơ là ngày 25 tháng 4, ngày 25 tháng 4 sẽ đi một số rạp ở Sài Gòn nữa và sẽ đi Cần Thơ nha. Có gì hãy sẽ post lịch trình ở trên Facebook cho mọi người coi nha. Đây là mình nha. Bye bye cả nhà nha. Bye bye. Sorry.